Thưa quý vị, theo Cục Xuất nhập khẩu Bộ Công Thương, tính đến nay đã có 218 doanh nghiệp trên cả nước đã đạt các tiêu chí và lọt vào danh sách các doanh nghiệp xuất khẩu uy tín năm 2021. Thành phố Cần Thơ có 2 doanh nghiệp nằm trong danh sách này. Hai doanh nghiệp ở thành phố Cần Thơ đó là công ty cổ phần Quang Minh Nhật và công ty cổ phần nông nghiệp công nghệ cao Trung An. Danh sách sơ tuyển được các cơ quan tổ chức xét chọn dựa trên cơ sở các tiêu chí quy định về mức kim ngạch xuất khẩu tối thiểu, về uy tín trong kinh doanh đối với bạn hàng nước ngoài, về việc chấp hành nghĩa vụ đối với nhà nước trong lĩnh vực hải quan, lĩnh vực thuế, lĩnh vực môi trường của các doanh nghiệp.